Vừa mới đến cổng thành, liền nhìn thấy họ đang đánh xe ngựa vừa quay về cung, bởi vậy lập tức đưa họ về đây. E là chuyện cướp một này còn có ẩn tình khác, xin hoàng thượng minh xét. Ba đứa các ngươi làm sao thế? Vết thương trên mặt từ đâu mà có? Hoàng A Mã, người thật nhẫn tâm, có giết chúng con thì cũng chỉ chém đầu một cái, đau một lúc là xong. Người nhốt chúng con vào một chỗ vừa tối vừa hôi thối, dán gặm ngón tay chúng con, chuột gặm ngón chân chúng con, ban đêm còn có rất nhiều ma quỷ khóc cùng chúng con, làm chúng con ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, ngủ cũng không được. Như thế cũng thôi đi, đằng này người còn cho tên tham quan họ Lương vốn có thù với chúng con đến thẩm vấn tra hỏi chúng con, ép chúng con ký tên, không ký tên hắn dùng roi quất chúng con. Hoàng A Mã, sao người có thể đối xử với chúng con như thế chứ? Hoàng A Mã, có âm thù đại hận gì mà người phải bắt chúng con chết bằng được chứ? Từ sau khi vào cung đã rất lại nữa, nhưng con không đi được vì sự nhân từ của người. Sớm biết người sẽ đối xử với chúng con thế này, con và Tử Nghi. Người nhìn xem, người nhìn những vết thương của bọn con. Hoàng A Mã, những vết thương này đều là do người ban cho. Những vết thương này chẳng lẽ cũng là giả sao? Người không giết chết chúng con, không cam tâm hay sao? Bọn con thực sự tội ác tày trời thế sao? Phó Hằng, hãy đem tên Lương đại nhân đó đến đây cho trẫm. Đi ngay. Dạ. Hoàng thượng, chúng con lại phạm phải đại tội không thể tha thứ được. Giả truyền thánh chỉ, đánh người, cướp ngục. Chúng con biết họa này càng ngày càng lớn, không thể vãn hồi. Hôm nay chúng con định tất cả cùng bỏ trốn. Xe ngựa đã chạy đến ngoại ô rồi. Chúng con vẫn quyết định quay về đối diện với hoàng thượng. Chúng con quay về để sám hối, nhận lỗi, chịu tội. Muốn chém muốn giết, chúng con không hề oán trách. Chúng con quay về vì tin là hoàng thượng có một trái tim nhân từ, vì tin rằng những ngày tháng qua của con được quen biết và ngưỡng mộ hoàng thượng. Nếu như chúng con thực sự khó tránh được tội chết, vậy xin hoàng thượng hãy tha cho ngũ A Ca và huynh đệ Phúc Gia. Kể từ khi quen chúng con, họ đã bị liên lụy nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Không cần nói nữa, đã bị thương thành ra thế kia rồi, mau về thấu phương ca nghỉ ngơi đi. Mau cùng thái y vào cung. Dạ. Hoàng thượng, nếu con tha thứ cho ngũ A Ca và huynh đệ Phúc Gia, Tử Nghi nguyện quỳ ở đây mãi không đứng dậy. Giả truyền thánh chỉ cướp ngục là một việc vô cùng nghiêm trọng, sao có thể vì một câu nói của ngươi mà có thể bỏ qua hết tất cả? Giờ ngươi thân mình còn lo chưa xong, còn lo gì cho người khác nữa? Huynh đệ Phúc Gia dám to gan làm càn như thế, sao có thể tha thứ được? Hoàng thượng, xin hãy nể tình lão thần một lòng trung thành mà mở cho một con đường sống. Thần chỉ có hai thằng con trai này thôi. Hoàng thượng, cũng may là chúng thần đến cướp ngục, nếu không đến giờ cả ba người đều đã chết cả rồi. Hoàng A Mã, lúc chúng con đến, ba người bọn họ đều bị treo lên không trung bằng dây sắt, roi da tẩm nước muối đang đút mạnh lên người bọn họ. Họ đều là các cô gái yếu đuối. Mặt mũi của đại thanh triều chúng ta để ở đâu chứ? Sự an ninh của Hoàng A Mã còn đâu nữa? Huống hồ ba người bọn họ, một người là Hoàng Châu Cách Cách, Hoàng Thượng Phong, một người là cành vàng lá ngọc của Hoàng Thượng. Trên tiếng còn chưa được ra rõ, đã muốn giết người diệt khẩu sao? Hoàng A Mã, sự việc hôm nay tất cả đều do một tay con gây nên. Người nào làm người đó chịu. Xin Hoàng Thượng, chỉ cần người tha chết cho họ, còn không cần cái đầu của con nữa. Người nghĩ là trẫm không dám chém đầu của ngươi sao?
Đúng là tất cả vấn đề, tất cả tội lỗi đều do một mình ngươi gây ra. Nếu như ngươi không mạo danh cách chết thì mọi vấn đề đã không xảy ra. Được thôi, ngươi muốn chết thay mọi người chứ gì? Trẫm sẽ toại nguyện cho ngươi. Ngươi đâu? Đem hoàng cho cách chết ra ngoài chém đầu. Hoàng A Mã, xin đừng làm thế. Ngươi đã bảo mọi người đi đi, vậy mà mọi người không nghe. Cái gì mà hoàng thượng nhân từ chứ? Các người khu mê không tỉnh ngộ, nhất định đòi quay trời đập mạng. Xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng, người quên là trước kia đã từng nói với con, bất luận tự yến tự có làm sai chuyện gì cũng sẽ tha chết cho tự ấy. Vua không nói chơi, đó là tha chết cho nó. Nhưng giờ là nó muốn chết thay cho các ngươi đấy chứ. Chúng con không cần người ấy chết thay, muốn giết thì cùng giết. Các ngươi dám uy hiếp trẫm à? Có phải các ngươi nghĩ trẫm không đổi giết các ngươi không? Hoàng thượng, chúng con trở về, vua biết chắc sẽ thua. Quân cờ duy nhất của chúng con đó chính là sự không nỡ của người. Hoàng A Mã, rốt cuộc con sai ở đâu? Người mạo danh cách chết đó là tội khi quân phạm thượng, vậy mà còn dám hỏi sai ở đâu ạ? Nhưng từ trước đến nay người chưa từng thừa nhận con là con gái người. Lúc đầu người chiếu cáo thiên hạ chỉ nói con là nghĩa nữ của người. Nếu đã làm nghĩa nữ, đương nhiên không phải là cách chết thật rồi. Người không coi con là con gái người, vậy làm gì có phiên quân? Nếu như lúc đó người thực sự tin con là cách chết, nhưng người lại nói con là nghĩa nữ của người, như vậy chẳng phải là lừa dân sao? Hoàng thượng, Lương Đình Quế đã bị bắt lên đây rồi. Hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng tha mạng. Là ai sai ngươi ban đêm thẩm vấn tử yến tử? Nói là hoàng thượng à? Cái gì mà hoàng thượng? Cảm bảo ngươi thẩm vấn bọn chúng khi nào? Mật lệnh trong cung muốn bọn chúng ký tên nhận tội. Sau khi ký tên nhận tội thì sao? Giết bất luận tội. Trong cung ai truyền lệnh? Mật chỉ ở đâu? Chỉ có khẩu truyền. Ai khẩu truyền? Bụi chứ không dám nói. Nói là một vị công công. Phó Hằng, đem tên Lương Đình Quế này ra ngoài chém. Hoàng thượng, giết rồi sẽ không có người đối chất, có nên để hắn sống không ạ? Không có chứng cứ sao có thể giết thần ạ? Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng, đây là cái mà thần nhặt được trong đại lao. Chém đầu, rồi sau đó chém cả nhà hắn. Thần tuân chỉ. Hoàng thượng, xin tha mạng. Hoàng thượng, xin tha mạng. Các ngươi đứng lên cả đi. Các ngươi làm cho trẫm đầu óc quay cuồng, tức đến đau dạ dày rồi. Nghĩ khang nghĩ thái, các ngươi còn không mau cùng thái y vào chữa thương cho ba đứa đó. Dạ. Hoàng A Mã, người không giết con nữa. Người nói năng đầy lý lẽ như thế, giết ngươi rồi khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Vậy người cũng tha thứ cho mọi người chứ à? Các ngươi uy hiếp trẫm, muốn giết thì phải giết cả 6 người các ngươi. Tự yến tử vừa xảo trá tài quái, giết cũng không có gì tiếc. Nhưng trẫm lại hứa là không giết ngươi rồi. Còn về những người khác, thực sự trẫm có chút không nhẫn tâm. Tử Di, con thật lợi hại. Con dùng một nước cờ duy nhất mà thắng được cả ván cờ rồi. Con biết con sẽ thắng. Con luôn biết con sẽ thắng mà. Con đến cứu con gái trẫm. Thái y, Thấu Phương Trai, hoàng thượng,
Con thật đáng thương, là phải chịu khổ rồi. Lời phi nương nương, người cũng đến nữa. Thuốc đâu? Chẳng phải thấy ngươi nói tỉnh lại là phải uống thuốc ngay sao? Đến rồi, đến rồi. Giờ rồi nô tỳ đi hâm nóng lại. Tiểu thư, tỉnh rồi ư? Nào, mau lên. Thấy ngươi nói phải mau chóng uống thuốc. Nào, để ta bón cho. Chị Yến Tử Kim tỏa trên người các con cũng đều bị thương, cũng nên đi nghỉ và uống thuốc đi. Con biết. Đợi Tử Di uống thuốc xong, chúng con sẽ đi nghỉ. Con đâu có yếu đuối đến thế. Con tự mình xuống uống cũng được. Con đừng mạnh miệng nữa. Thái y nói vết thương của các con cộng vết thương mới, nếu không chữa tận gốc sẽ để lại di chứng sau này. Các ngươi ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, ai cần uống thuốc thì uống thuốc. Đứa nào cũng mặt mũi đầy thương tích, mắt mũi thâm quầng thế kia, chỗ này đã có ta rồi. Khi lần đầu tiên Tiểu Yến Tử mạo hiểm xuất cung, kể cho con biết quá trình bị nhận nhầm làm cách cách. Tiểu ấy nói hoàng thượng đích thân bón thuốc cho tiểu ấy. Lúc đó tiểu ấy ngất xỉu, sau đó không cử nổi thân phận cách cách nữa. Con nghe rồi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, đã khóc và nói: nếu hoàng thượng đích thân bón thuốc cho con có chết cũng cam lòng. Không ngờ con thực sự đã đợi được đến ngày đó. Con cũng sắp ngất xỉu rồi. Con đừng ngất xỉu nữa, cảm sợ đến hồn bay phách lạc rồi. Hôm nay thật là vất vả quá. Khắp người còn bị thương, trăm ngàn vết thương lớn nhỏ. Nhớ lại, con đã 5 lần 7 lượt ám chỉ cho trẫm, nhưng trẫm không hiểu. Trẫm nghĩ con là một câu đố, nhưng cũng không đi tìm lời giải đố. Hôm đó, trẫm giam 3 đứa con vào là bởi vì hoàng hậu ép người quá đáng. Trẫm nhất thời lòng dạ rối như tơ vò, chỉ nghĩ là trừng phạt các con trước, rồi sau đó nghĩ xem phải làm thế nào. Không ngờ lại đẩy các con vào miệng cọp. Trẫm nhìn con, vết thương cũ chồng vết thương mới, khắp người đều là vết thương, thật sự rất đau lòng. Hoàng thượng, người không cần phải đau lòng. Được như hôm nay, con có phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa, con cũng đáng mà. Con chỉ còn gọi trẫm là hoàng thượng ư? Có phải nên đổi xưng hô rồi không? Con không dám. Con không biết là người có nhận con không. Con bé ngốc này, trẫm đi đâu tìm được một đứa con gái tốt giống như con đây? Con cầm kỳ thư họa cái gì cũng giỏi, đúng là bản sao của trẫm mà, cũng tài giỏi y như trẫm vậy. Trẫm không nhận con thì biết nhận ai chứ? Hoàng A Mã, tìm được cha rồi. Phu nhân, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành được di nguyện của người. Người có thể an nghỉ được rồi. Cuối cùng ta cũng đã trả lại vị trí cách cách cho người ấy rồi. Hoàng A Mã, tuy con đã làm rất nhiều việc sai trái, nhưng cuối cùng cô cũng đem được Tử Di đến bên người. Bởi vậy cô cũng có thể lập công chuộc tội rồi. Giờ trẫm đã hiểu tại sao suốt ngày con chỉ lo cho cái đầu của mình. Cũng may cái đầu này mọc vững chắc lắm. Các ngươi còn không mau tham kiến Tử Di cách cách. Cách cách thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
làm được rồi. Cô ấy làm được rồi. Cô ấy làm được rồi. Hoàng hậu giá đáo. Hoàng Ngạch Nương Cát Tường, thần Phúc Nghĩa Thái, thần Phúc Nghĩa Khang, tham kiến Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương Cát Tường. Hóa ra cả ba người đều đã ở đây. Đi cướp ngục có vui không? Hoàng hậu, nàng đến thật đúng lúc. Nếu nàng không đến, trẫm cũng đang định đến Khôn Ninh Cung tìm nàng đây. Hoàng thượng Cát Tường, Nương Nương Cát Tường. Hoàng thượng, hôm nay Thấu Phương trai này có hợp gia đình sao? Hoàng hậu, nàng nói không sai. Trẫm vừa mới nhận Tử Vi, nó là cách cách rồi. Hoàng thượng, người nhận hết cái cách này đến cách cách khác, rốt cuộc là để làm gì? Chỉ cần trẫm thấy vui, trẫm có thể nhận tất cả các cô gái mất cha trong thiên hạ đều làm cách cách. Ngay cả Tiểu Yến Tử còn biết nói: nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử. Nếu hoàng hậu có được trái tim như thế, đó mới thực sự là hoàng hậu. Hoàng thượng, thần thiếp lại phải nói những lời nói thật mất lòng rồi. Hãy thu lại hết những lời nói thật mất lòng của nàng đi, nếu không nàng sẽ hối hận đấy. Thần thiếp quyết không hối hận. Thần thiếp phải chết cũng không thể dương mắt nhìn hoàng thượng vì lũ tiểu nhân lừa gạt. Hoàng thượng, ngài mở to mắt ra mà nhìn, đừng để hai con a đầu không rõ lai lịch làm cho đầu óc quay cuồng. Của A Ca đem theo người đi cướp ngục.